សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសូមលើកយកនៅលំហាត់ទី2ថានៅក្នុងមេរៀនវិទ្យាចាយចំនួនចម្រុះមកបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់ការដោះស្រាយលំហាត់បានអ្នកគ្រូសូមសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីនៃការដោះស្រាយអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើវិធីចាយចំនួនចម្រុះបានចាជាដំបូងបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើរដែរអូនចាជាដំបូងគឺយើងត្រូវបដូរចំនួនចម្រុះនេះទៅជាប្រភេទសិនមែនទេអូន បន្តមកទៀតគឺយើងគុណចម្រាស់ចាបានហើយយកប្រភេទទី1គុណចម្រាស់នឹងប្រភេទទី2តោះអញ្ចឹងដោះស្រាយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតោះអូនយក5 6ដង 30 30បូក1គឺបាន 61ចាអញ្ចឹងភាគបាយវាគឺនៅដដែលអូនគឺ5អញ្ចឹងសញ្ញាចាយយើងចាយដដែលមកអូនតោះអញ្ចឹងចាយនឹង 4/7 7 đồng 7 7 đồng 20 10 4 5 đồng 20 chứng nằm ai mà tỏ ôn chay với má cắt dọc mạng tông ôn 2 đã bàn 1 xôn 2 nửa xôn 1 xôn tùm lẹp rằm 2 đã bàn xôn chà xôn chứng nữa xóa đọc rám bì chứng miên này ra dựng xóa nặng đọc chá đọc rám bì phía mập hầy tỏ lấy cho đo lùm hạt tí tí bì lùm hạt kho nó chẳng lòng tí bì cứ bấy mùi phía bốn chạy đừng bấy phía rám chứng ôn phát đô chùm nôn chùm rõ nó chia phía sân buôn bấy đọc bì đọc mùi đọc bầy 13/4 chà chứng chạy cứ chứng chạy nâng 7/5 chà chứng đa bay chạy bọc hiện nâng bọc hiện cứ ôn cho bọc hiện tìm mối côn chồng ra bọc hiện tí bì chứng bọc hiện tìm mối chứng cứ đọc 7/4 là đọc đài ôn ấy chứng sử nhà chạy bắt đầu mới chứ sử nhà côn chứng bảo hiện này cứ chỉ bảo hiện tỷ tỷ chứ ban này thợ ôn chia ra về má cứ bày hiện ram chia ra một bánh cứ ram hiện bày tỏ ôn côn hiện gióc đường hiện gióc hiện bay đường hiện bay chứ ôn côn má ram bay đóng đập ram xe lệch ram tra tốt mùi ram mà đóng ram đường muối ram mùi buôn bay đóng đập tỷ ôn bắt đầu với tôi chia chấm nón chấm chấm rò ôn cho học sập ram chạy đường đóp cắt cho bị tổn ôn đã ban pram pram bị đong đóp ra tục muối pram đong pram nung muối của muối ôn đỏ tên so pram chẳng chỉ nói với cứ pram pram hiện đọc pì tỏ lúc hạt cờ còn bay bay đó nè bay ôn cho đâu chi chấm luôn chấm đó còn bay bay đó mà phay buồn bọc bay mà phay bẩn phía bánh cứ phạm bầy sinh nhà chạy phí phía bầy sma nâng chà, làm bầy chạy chùm nôn cốt nâng chùm nôn cốt chùm nôn cốt cứ chạy chùm nôn bạc phía nâng bạc phía dương do bạc phía tìm muối chà, nâng đá sinh nhà chạy thì chưa cốn chùm ra nâng bạc phía tí phì, toán ớn chùm ra nâng bạc phía tí phì ba nê tha phì phía bầy chạy mà với anh cứ 3/2 ôn côn đi má 3/3 21 trả tục 2 3/2 1 2 phẩm 7 7/6 ta 8/1 chạy nâng đọc 8 1 cắt dọc ôn đã bàn phẩm 3 lơ phẩm mùi nó xa phẩm mùi ta tục bấy phẩm mùi nó phẩm mùi buồn lên ăn pram pram phẩm mùi nó xa sập ta tục bấy pram nó pram nặng bấy phẩm bảy ổn độ với má
xóm mùi chà chân chùm nguồn cột dưới cực ràm ổn ấy ai xóm nó là xóm cực mùi mùi cực chìa phía dọc phía bái cực đọc ràm mùi tỏ ở lấy những to tiết cư lòng hạt khờ ổn cột bà cháu thêm á cùng buồn phá đón buồn phá đón học bay nâng buồn học bà tỏ ở lấy dân phía bay mía cứ phần buồn ở đây chà chán chài tỏ nè ớt tràm phía tràm mùi chà chán nè khu ní cứ chụp phía tí mùi dân ra xa nè đá mà ớt chái bắt đầu mình chỉ cốn anh ấy pram phe phẩm muối từ chế phẩm muối phe pram chân ôn côn như bị cho khi nào phẩm muối bị bỏ đong sai pí sai lệch pí ra tục bún phẩm muối đong sam phẩm muối đang bún sai sập chà phẩm muối pram đong sai pram ta chân dân trái cắn được bạch tùng buôn mà đâu sai sập ôn xạ kết mới pram song tỷ buôn song sai sập rồi nó kết áp phẩm buồn chân buôn pram đâu sai pram sẽ lấy pram ta tục buôn phẩm buồn buôn đâu xa phẩm mùi nâng buôn sai sập chà lực chân đạp ăn phẩm bầy bầy phẩm đâu sai sập ta tục buôn phẩm bầy buôn đâu xa phẩm mùi nâng buôn phẩm bầy buôn đâu sam pi sam pi muốn sam phẩm muối ơn pi học bán chạy đi muối đắp 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 muối sợ bún sờ ta trước nào mà dân bàn làm bấy sai pi phe sai làm nón trước viết mà nâng làm bấy sai pi phe sai làm trước ôn ai xem rùa bán sai pi sai làm nón trước dân sạt là bóng sân đấy chà ôn sầm rùa nâng tam ca chạy cả ta bật thấm sai pram tò pi chạy pi pi mà đong bún pi đong pi mà đong pi mà đong mũi xe chạy bấy bấy mà đong mà phay mũi bấy pa đong pa chạy pa mang khuôn anh nếu chạy đường pram mà nát cái nát khinh sôn pram là tua tròn đi nhưng chạy đường pram á chà chân pram mà đong sai pram phẩm bún đong phẩm bún thì luôn xe chạy đường bấy bấy mà đong phẩm bún không sôn thì má bấy đong pram bún bấy chạy bấy còn chân biển đôi khi nó cho với chào chân lý pi và nó đọc buồn nhé chân viết mà nó đọc buồn pram bay đó đọc pram ta lớp và to tít ấn đôi khi đại ấn dọc bay côn năng phẩm bay bọc năng pi chân bay bay đó mà phải buồn bọc pi mà phải phẩm mùi phía bán cứ bày ở đáy chà chạy tỏ pram pi đón đọc bột pi pram pi đón đọc bột pi đọc pi phía bày nhập pram rồi nè chẳng vì thi một tiếng nữa cứ ôn mạch con chú bạn này tha ôn dòng nè mẹ khu bằng hành bằng bài tiếng nữa cứ ôn dòng mà phê phẩm muối con đằng pram á chà ta bắt đôi khi đấy ôn à vì thi dân côn chầm ra của phía tì pi nó có bán ôn côn khoai tầm đó có bàn đài nhé côn khoai ban đây thao ôn vô chầm nổ nấy mà côn mà nấy anh ấy côn chơi máu cứ ôn vô một hơi vào muối côn đang pram chơi máu pram vào muối đang sam sắp sẽ để sơn ra tục bấy pram bị đong đập bấy cứ đập bầy chà chẳng chầm lại viết mà nâng mà rồi sam sắp chà nên là khu bà hành bị thi cắt nó ổn chà chân ảnh đi ôn cho bấy con đang đọc pi bên má cho đứa đọc pi con đang bấy bấy pi đón phòng muối bấy mà đón bấy nê ổn cứ xa phòng muối chà chân ổn phát đô bây giờ chia chùm nôn chóm chùm rõ bên má mà rồi xàm sắp chạy nâng xàm sắp ra muối chân ôn cắt vô bầy tống phụ mũi xong sớt bầy xong đọc bầy ôn đã bàn
bốn bốn mấy là đập pi mẹ nè ớt chân là bốn xạ mưa tới bốn mũi đó phải bốn lên chân là bạn bay sẵn bay mũi đọc bảy tra tụng mũi bay bay đó phòng bốn mũi đọc chân on đọc má đọc đọc phòng bảy là sọ pi pi sọ pi sồn chân chân bàn chân lại với cực bay một hơi pi hiện sam sập rám mùi nấy bằng hai pi bị thi cặn nhé chà chúng ta bất cứ nơi của con khoai như thế cứ do một phê và mỗi con pram do bấy con đập pí cho bạn chuẩn nói được kia đề nhé anh đang bị thi con khoai rồi còn ông chơi con lên chắc con khăn nơi của bạn đã ra dân do một phê tì muối con nâng chậm ra một phê tí pì chắc đập pí thì pram ta chỉ pram hiện đó đập pí mẹ nói ông pram hiện đập pí chắc ông con tới đôi từ kia đề miền này ông do một phê và mỗi con nâng pram thật đại đề nhé tạ lấy cho một tiền ông cứ lồng hạt trò ta bấm bảy pram đó sai sập bột pram sai sập pram phía bái pram bảy ôn chạy anh ấy buồn bảy đó đập pí bột muối đập bảy phía bái buồn nằm ai mà cha ôn phơi tam bị thêm đó đai của bán lối thắng phải phơi tam nè khủ cắt cái khâu nè khủ ai khâu ở đây nữa chấm ôn bắt đầu với má để chai bắt đầu vẫn cứ cồn chà cứ đập bay ta chia chấm ra vẫn cứ buồn đập bay phía bốn chia ra vẫn cứ buồn phía đó bay ta chấm ôn côn từ đại nằng ba này khá ôn do nằng chà côn phía bay phía do phía bay chấm sai phạm côn nặng buồn chúng buôn phèn đó mập hơi sẽ để sau tra tục pì buôn buôn đập mũi nâng pít đập làm bầy 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 đòn bầy bầy đó phải buồn sẽ để buôn tra tục pì bầy mà đón bầy bầy bột pí đập ôn bắt đầu về tới cứ mà rồi bầy chạy nâng mà rồi buồn mà rồi phải sát chạy nâng mà rồi buồn cắt cho bên này sống buồn ấy sốn mùi ăn mùi mùi buồn đó buồn mùi sẵn đó sốn mùi mà đó mùi ổn đọc đi nào buồn phùm bấy sốn á sắm tốt cứ một bát ổn đọc đọc phùm mùi sọ buồn đọc đọc buồn rồi sọ phùm mùi đọc đọc buồn sọ phùm mùi nên sắm bát đọc sốn sắm bát chẳng bàn mùi chất phẩm muối thị mà rồi buồn chân lồng hạt nên những ai sầm rùa ba nữa nhá cứ sầm rùa là sò muối đập phẩm bốn thị cha cứ đập phẩm bốn thị mà phê phẩm muối nhé tay là sao này khu ốc lại sầm rùa ba này khu sầm tạ thầm nặng cho nhé ta chân mình to tiếp cứ ôn cho bay quần đắp mà sam sấp bột pí cứ sam pí phía bay chà chân là khu cặp tên ổn chân trái bắt đầu mà chia sẻ nhá cồn chà pram buôn đó mà phê phê bọc muối mà phê mùi chân chà hợp với cứ mà phê mùi phía buôn chà hợp với cứ buôn phía mà phê mùi ta ôn cồn mà buôn phía đón pram bay buôn bay đang đập phía chà bay mà đón bay bay phía đón pram mùi chân chân chạy mà ổn cứ dân cắt dọc bầy tốn ổn kết mớ bầy xong phòng bầy và mũi xong đọc pi và mũi pi đoan mê nón mũi pi đọc pi và mũi bầy đọc bầy chân đạo pi á pi bầy đoan pram mũi pi và mũi đoan đọc pi ổn đó là xo pi chân cứ ban này thế chùm lão dân cứ là xo ban pi chà phía bánh các phía do cứ pi phía bánh cứ học xo bầy đó là đài ổn nế tỏ lấy châu mùi tiết lùm hạt châu bay bị đong bầm muối bột sắm to bầm bay bầm muối đong đập bầm bảy bột pi mập hơi phía bay cực bay chân chai bắt đầu mà chính chưa thực nhà côn nè chậm rá bắp phía tì pì chân pi bay đong bầm muối mấy nó ớn chà này cũng đã cắt ao hay chà chân pi bay đong bầm muối bột muối bầm bảy phía bay mà nó ớn pì chân chà mà với cứ
chia ra với cứ pi phía bám pi chân chân côn nắng pi phía bám pi con côn mớ mập hay pi đó sai sập mấy nón chà ba bay đó mập hay mùi con dốc sai sập chạy nâng mập hay mùi chân chân cơ tế và dân đã bàn pi pi đó buồn tay hàng cai lơ ôn đã bàn mùi mùi một đó mùi mùi pi đó pi đọp đọ mùi chân sao phẩm bốn bay đọ pi như sao mùi chà chân vi sma ấy mùi đọp phẩm bốn hiện một thấy mùi ta lồng hát cho nè bay phẩm bốn đó mà thấy bà bay bốn đó mà thấy phẩm bà đang mùi thấy bài chân chân bàn một thấy phẩm bài hiện bài cứ bài chạy chân bắt đầu bị chạy và chia cá côn chà chân côn chầm ra tập hiện tế pì chân bay mà đó bay bọc mũi buồn buồn phía bay chà mọc với cứ bay phía buồn chà chân ôn côn vi mắt bay bay đó tập hiện buồn ra tục pì bay pì đó mũi nâng pì bay bay buồn nó đập pì ôn cho bị chạy tới chà giờ phải sập buồn chạy nâng đập pì chúng cứ chạy ban mà ăn đã ban mà ăn ạ bầm bay vậy đã ban pa pa pi đang đọc buôn tra tục mũi pa đang pa đang mũi bầm bay đọt nó sờ sờ chúng chạy đặt chân đấy chúng biết mà pa tại mình đong thế to to một tí ăn pram pi đang đọc đọc bọc pi cứ đọc pi chà phía bay cứ pram cố chạy bắt đầu mình chia cá côn chầm ra bọc hiện tí pi chúng pi buồn nó bảy mũi buồn buồn phía pi chả mọc với cứ pi phía rám buồn chà đọc pi pi đó thầy buồn cùng buồn rám đó xài rám ta chẳng lý cứ chia ca chai chấm nón cốt nâng chấm nón chấm rò chà chẳng ca chai chấm nón cốt nâng chấm nón chấm rò cứ ban đây ta ôn cho rám mũi đầu mọc chia cá cồn chẳng bay pi đó phần mũi bọc mũi phạm pi phạm pi phía bay chà một vánh cứ bay phía phạm pi visma nằng ôn cho phạm mũi côn nằng bay phía tên nằng phạm pi chẳng đọc phạm bay phía phạm pa visma nằng đọc phạm bay chạy nằng phạm pi chà ôn đã bán pi ba đang đọc bốn ôn đọc tên là sáu buồn chẳng như mà nâng phí buồn phía rám phí tỏ mùi tiết ớn cứ đích nệ đá chà chùm nôn cốt chạy nâng chùm nôn chóm rò chẳng bắt đầu mà chia cả cốn buồn bà đó mập hay bà buồn đó mập hay phẩm bày mập hay bày bày xa mùi phía buồn chứ đang mập quên cứ buồn phía xam sập mùi ta chẳng những bàn do vợ chỉ muốn cốt côn nâng phía gióc chai chỉ muốn nâng phía bày chẳng má buôn bày đang đập pì phía xám sập mùi hoặc côn để bọn phong đọc biết tam đa sắp xa chỉ muốn nhạc rù chà tăng bị tạm đó chọc chẳng roa này ca sầm lấy đồng khán đặc vụ xung khăn tè phê tốt không cho chẳng phụ khẩm hòa cho con bằng rù để có miên ca sầm lấy đồng khán vị khán cài con nhé.